sử dụng một sản phẩm SHD của công ty Hải Dương được chiết xuất từ mũ vôn và tinh chất ốc sên. Từ khi sử dụng một sản phẩm SHD thì Kim Anh đã không còn sợ da mình bị sạm, nắng gió nữa. Các bạn hãy tin dùng và cảm nhận sự khác biệt của SHD nhé.